Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong video chiều nay, tôi đã gửi cho các bạn toàn văn cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà có thể nói rằng mỗi hành động của ông sẽ là tâm điểm của truyền thông thế giới. Ở Nga có hai người mà chúng ta không thể không nghe mỗi khi họ nói. Người đầu tiên, chắc chắn rồi, đó chính là Tổng thống Putin. Còn người thứ hai, các bạn hẳn cũng đoán ra, đó là ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Vậy câu hỏi được đặt ra là bây giờ ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hiện đang ở phương nào? Vâng, và những hình ảnh này đã nói lên tất cả. Cho xếp nào chưa biết thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang tới dự hội nghị thượng đỉnh gồm các quốc gia Đông Nam Á đang được tổ chức tại Indonesia, nơi mà sẽ có thêm nhiều khách mời khác đơn cử như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này không chỉ là bàn bạc về các vấn đề kinh tế mà còn là về các vấn đề ở Biển Đông hay như khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Nếu các bạn là một người nhạy cảm với chính trị thì không khó để đoán được chính sách ngoại giao của Việt Nam với Nga và Trung Quốc ra sao hai bức ảnh đều có một đặc điểm chung là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam là Bùi Thanh Sơn luôn đứng ở vị trí bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao của Nga Sergei Lavrov cũng như chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Trung Quốc Vương Nghị. Điều này cho thấy cái gì? Tôi nghĩ là các bạn cũng đã thừa hiểu được chính sách đối ngoại của Việt Nam ra sao. Đó là với Nga và Trung Quốc là những quốc gia sẽ gần gũi với Việt Nam nhất. Và cụm từ gần gũi này tôi sẽ để ở trong ngoặc kép. Về Nga thì không cần phải nói rồi. Mối quan hệ của chúng ta với Nga từ trước tới nay vẫn luôn tốt đẹp và chưa bao giờ có những biến động gì lớn tuy nhiên mối quan hệ của việt nam với trung quốc thì nó phức tạp hơn khá nhiều thật ra sự phức tạp này nhìn đi nhìn lại nó chỉ là các vấn đề về biển đông mà về vấn đề biển đông thì việt nam đang xử lý vô cùng khéo léo chúng ta công khai khẳng định chủ quyền không thể xóa nhỏ của mình đối với hai khu vực trường sa và hoàng sa tiếp đó cái mà được gọi là đường chín đoạn không được phép xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào trong lãnh thổ việt nam và thậm chí tại các khu vực mà việt nam tham dự trên trường quốc tế còn về vấn đề trực tiếp ở hải đảo xa xôi thì việt nam sẵn sàng đưa tàu của mình tham gia té nước cọ sát giao lưu thân thể với những tàu của trung quốc bất cứ khi nào mà bọn họ muốn bất cứ khi nào mà bọn họ xâm phạm tới chủ quyền của chúng ta tuy nhiên hãy nhớ rằng tất cả những gì việt nam làm nó chỉ dừng như vậy không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa và làm căng thẳng thêm tình hình và cũng không bao giờ kêu gọi hoa kỳ tham gia vào sự việc này với cả việt nam nói một cách ngắn gọn chính sách ngoại giao của việt nam với cả trung quốc mãi mãi sẽ là đối tác mãi mãi sẽ là những người bạn có cùng chung thể chế và cũng mãi mãi sẽ luôn là hai đối thủ duy nhất gầm ghè nhau nhiều nhất ở biển đông cái này là một điều hoàn toàn bình thường các sếp ạ à. mọi người cứ để ý đó là mỹ luôn tạo tầm ảnh hưởng của mình tới toàn lục địa châu thì trung quốc cũng vậy bây giờ họ là siêu cường số 1, số 2 trên thế giới họ cũng muốn tạo tầm ảnh hưởng của mình cho toàn thể khu vực đông nam á việt nam chúng ta là một nước nhỏ vậy nên sống cần phải có một chút khôn khéo không thể nào cứ nghe miệng thiên hạ xúi dục chống bên nọ chống bên kia để rồi giống hệt như ukraine tan hoang cửa nhà còn ông nào bảo quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam sắp bị mất hết hoặc đã mất rồi thì để cho tôi cái tên tuổi địa chỉ, tôi gửi cho Bộ Công an để ngày mai đến phường nộp 7 triệu rưỡi. Nên nhớ là tất cả các vấn đề liên quan tới tranh chấp ở khu vực Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đều sẽ chỉ là Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng và sau đó hai bên tự giải quyết với nhau. Chứ chưa bao giờ cần phải một thế lực bên ngoài vào can thiệp hay giúp đỡ cả vậy nên tôi khuyên các sếp là tém tém cái miệng lại chứ cứ hô hào chống trung quốc rồi có ngày lên phường đấy tôi hứa tôi đảm bảo bởi vì chính sách của việt nam nó đã thể hiện ra rất rõ ràng rồi trung quốc bây giờ chỉ cần đóng biên đúng một tháng thôi thì việt nam sẽ không buôn bán được cái gì với cả thế giới cả bởi vì nguồn cung của chúng ta, nguồn nguyên liệu của chúng ta tất cả sẽ bị cắt đứt. Và đừng nói với tôi câu chuyện là ô thế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc thế à? Chúng ta phụ thuộc vào Trung Quốc còn kém xa một vạn 8 nghìn dặm so với cả những người Mỹ. Bộ trưởng tài chính của Hoa Kỳ Janet Yellen vừa phải có một chuyến công du sang Trung Quốc và cúi gập đầu đến tận 90 độ hay kìa. Đây là điều mà Việt Nam chưa bao giờ phải làm với cả Trung Quốc đâu. Chúng ta vẫn thẳng sống lưng, còn hơn hẳn những người Mỹ. Cho xếp nào chưa biết thì Trung Quốc chính là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ, lên tới 1.000 tỷ đô la tiền trái phiếu vậy nên kẻ mà hèn với giặc ác với dân nhất lại chính là những người mỹ khi mà họ kêu gào cả thế giới này trong trung quốc trong khi người của họ thì lại tới trung quốc và cúi gập đầu để xin trung quốc bỏ một số lệnh trừng phạt tránh ảnh hưởng tới thương mại của cả hai bên tại sao tôi lại nói nhiều về các vấn đề trung quốc cho các bạn như vậy bởi vì việt nam thừa hiểu muốn chơi với trung quốc bền muốn chơi với trung quốc mà không bị bắt nạt thì chỉ có thể nhờ tới những người anh em Nga. Và điều này đã được thể hiện rất rõ trong một buổi phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á mà Việt Nam tham dự hôm qua. Câu hỏi mà các phóng viên gửi Ngoại trưởng Nga Lavrov như sau Thưa ông, khẩu hiệu của ASEAN năm nay chính là bàn về các vấn đề tăng trưởng của Đông Nam Á. Tuy nhiên, tổ chức này từ lâu đã bị cáo buộc là kém hiệu quả và nó thiên về các bài phát biểu hơn là các giải pháp thực tế. Làm thế nào ông có thể đánh giá mức độ phù hợp của một định dạng như Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng và năng suất ngày càng tăng của BRICS? Điều gì làm cho ASEAN trở nên độc đáo với các định dạng khác? Tôi không thể đồng ý với bạn rằng ASEAN là một cấu trúc kém hiệu quả. Nếu bạn chú ý đến hàng chục tài liệu mà tổ chức này đã chấp nhận, bạn sẽ thấy rằng đây là một chương trình rất phong phú về các dự án cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau được định hướng phát triển trong tương lai. Không phải ai cũng biết về những dự án này, chỉ là vì nó chưa được thu hút bởi giới truyền thông. Các phương tiện truyền thông bây giờ chỉ là những câu chuyện được tung ra, chẳng hạn như là một mối đe dọa tới từ Nga và Trung Quốc, hay thực tế là Ukraine, cuộc chiến giành quyền tự do và dân chủ cho toàn thể nhân loại đang được quyết định. Chà, và còn có thể hơn thế nữa, chủ nghĩa cơ hội bị sai khiến, như chúng tôi đã lưu ý, bởi các sự kiện chính trị nội bộ ở một số quốc gia cụ thể, đặc biệt là vào đêm trước các cuộc bầu cử, khi bạn cần ghi càng nhiều điểm càng tốt và thể hiện khả năng của mình, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng đúng là các phương pháp của asean hiện đang được thử nghiệm nghiêm túc do thực tế là hoa kỳ và các đồng minh của mình đang cố gắng bằng mọi cách có thể để thay thế các cấu trúc an ninh lấy đông nam á làm trung tâm ở khu vực châu á thái bình dương đã phát triển trong nhiều thập kỷ và phù hợp với tất cả mọi người cho đến gần đây bằng ấn độ dương của họ và các chiến lược thái bình dương hay sự ra đời của một khối nato vào khu vực này mọi người có thể nhận thấy rằng tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở Madrid và tại hội nghị thượng đỉnh năm nay ở Vilnius, NATO đã tuyên bố vai trò toàn cầu của mình. Jens Stoltenberg gần đây đã nói rằng an ninh không phải là một nhiệm vụ khu vực mà là một nhiệm vụ toàn cầu. Luận điểm này đã được nâng cao rằng an ninh trong khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như cách cách mà họ gọi là không thể chia cắt. Theo kế hoạch, một phần cơ sở hạ tầng quân sự của NATO sẽ được di chuyển đến đó, bao gồm cả những quốc gia được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Vilnius. Ý của tôi là Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc đã phát tín hiệu rằng họ không phản đối việc đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ tại quốc gia của họ. Đây là một xu hướng nghiêm trọng và nguy hiểm. Chúng tôi đã nói về điều này với rất nhiều các đồng nghiệp tới từ Đông Nam Á của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã nói câu chuyện này với đại diện của Trung Quốc. Nhìn chung, các khẩu hiệu của chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý của công chúng đối với những người quan tâm đến việc thổi phồng một số loại cảm giác giả tạo. Tuy nhiên, chúng thực sự đang được đưa vào thực tế. Khối ảo cớt đã được tạo ra bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc và liên quan đến việc thực hiện một dự án liên quan trực tiếp đến việc triển khai các cơ sở hạt nhân của một quốc gia hạt nhân trên lãnh thổ của một quốc gia phi hạt nhân. Các hiệp hội như vậy đang được tạo ra nhằm trực tiếp chia rẽ Đông Nam Á, ví dụ như nhóm Quát bao gồm mỹ nhật bản úc ấn độ cũng hiện đang tích cực thúc đẩy ý tưởng để tạo ra một định dạng mới gồm quát cộng asean trên thực tế đây là những quốc gia cùng tham gia hội nghị thượng đỉnh đông á nhưng lại không có nga và trung quốc đây là những hậu quả ý định đằng sau khẩu hiệu chiến lược ấn độ dương thái bình dương mục tiêu của các chiến lược này là chống lại trung quốc và liên bang nga mà phương tây hoàn toàn không hề che giấu do đó hôm nay tôi và ông vương nghị đã nói chuyện đầy đủ chi tiết về cách chúng ta nên xây dựng lại một mối quan hệ trong khu vực này đường lối của tất cả chúng ta như lẽ ra nó phải thế vì tất cả đã được thống nhất dựa trên nhu cầu củng cố và không làm giảm vai trò trung tâm của đông nam á và nhu cầu được tất cả các nước trong khu vực cũng như các nước ngoài khu vực hợp tác với asean tôn trọng Phương Tây rõ ràng không thể hiện sự tôn trọng đối với ASEAN như vậy. Nói một cách nghiêm túc, họ không tôn trọng nguyên tắc cơ bản về sự bình đẳng chủ quyền của các quốc gia. Vâng, đây chính là một đoạn trong phần phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergei Rov tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á diễn ra vào ngày hôm qua. Và đây cũng là lý do tại sao Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ với những người anh em Nga. Trời về Nga chính là cách giải bài toán đau đầu nhất vào lúc này trong việc cân bằng với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Thật ra đối với Việt Nam vấn đề đau đầu nhất lúc này có lẽ chỉ là vấn đề Biển Đông nếu kết hợp với cả những người Mỹ thì chẳng khác nào đem voi về giày mà tổ, đem NATO về để biến Đông Nam Á trở thành một mảnh đất tân hoàng. Vì vậy, kết hợp với Mỹ là điều chắc chắn không làm và cũng là điều mà tôi sẽ phản đối. Vậy nên chúng ta phải kết hợp với cả Nga và cũng chỉ có Nga mới đủ tư cách đứng ra làm trung gian trong các vấn đề về Biển Đông, không chỉ của Việt Nam mà còn là toàn thể Đông Nam Á. Đây chính là giải pháp hoàn mỹ nhất cho nền hòa bình của khu vực này. Tránh việc cho một NATO tập thể sẽ vươn cái voi của mình tới đây để kích động leo thang. Và quả thật những người anh em Nga không khiến cho chúng ta thất vọng Họ nói là làm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xúc tiến một cuộc gặp gỡ Với đại diện ban đối ngoại trung ương của Trung Quốc Đó là Vương Nghị Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á Diễn ra ở Indonesia Thông cáo nội dung của gặp gỡ này có đoạn Cả hai bên Nga và Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển đối thoại chính trị Và tương tác thực tế Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng của thế giới Cả hai bên đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các thỏa thuận đạt được sau cuộc tiếp xúc song phương ở cấp chính trị cao nhất kể từ đầu năm này tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác nhằm tăng cường tương tác chính sách đối ngoại giữa hai nước đã được tái khẳng định. Hai nhà ngoại giao là Rob và Vương Nghị đã thảo luận chi tiết về các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Đông Nam Á trong bối cảnh phương Tây tăng cường hoạt động trên từng quốc gia nhằm tạo ra các định dạng chính trị, quân sự để phá hoại hệ thống an ninh và ổn định lấy ASEAN làm trung tâm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cuộc trò chuyện này sẽ được tổ chức theo cách truyền thống bí mật và mang tính xây dựng. Vậy đó, dù rằng thông cáo không nói một từ nào về biển Đông, nhưng rõ ràng các vấn đề của ASEAN với Trung Quốc thì chỉ có thể là vấn đề kinh tế và Biển Đông. Nếu Nga và Trung Quốc không muốn phương Tây, đặc biệt là Mỹ và NATO vươn vòi bạch tuộc của mình tới khu vực Đông Nam Á làm bàn đạp cho mình chống Trung Quốc và Nga trong tương lai, thì họ phải giải quyết các vấn đề ở Đông Nam Á vào lúc này. Và có vẻ như với việc những người Nga làm đầu tàu trong trung gian hòa giải các vấn đề liên quan tới Đông Nam Á và Trung Quốc, câu chuyện đang xúc tiến tới những thành công. Sau cuộc gặp gỡ của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc Vương Nghị, ngay lập tức một tín hiệu vui mừng cho toàn thể đông nam á và trung quốc đã được lập ra đó là cả hai bên trung quốc và asean đã đi tới vòng hai của việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc không chỉ có vậy theo như biên bản cuộc họp thì hội nghị asean với cả trung quốc còn xúc tiến thêm được những tiến triển mới trong việc đàm phán nâng cấp các khu vực mậu dịch tự do bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc được kỳ vọng là sẽ giúp thúc đẩy hòa bình trật tự, ổn định trên Biển Đông thay cho tuyên bố ứng xử trên Biển Đông DOC đạt được vào năm 2002. Cuối cùng, hai bên ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí lấy năm 2024 là năm giao lưu giữa nhân dân Đông Nam Á và Trung Quốc để thúc đẩy hữu nghị, hiểu biết và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Vậy là đã rõ chính sách ngoại giao chung của cả Đông Nam Á, đó là các quốc gia thuộc Đông Nam Á sẽ tự giải quyết các vấn đề trong khu vực của mình với Trung Quốc trên Biển Đông, thông qua Nga làm trung gian theo tôi đây là một hành động ứng xử vô cùng hợp lý nó sẽ mang cho khu vực đông nam á này sự bình yên hòa bình chứ không phải là một nato tập thể tới đây để giày xéo cuối cùng cũng nhân cơ hội này bộ trưởng ngoại giao việt nam bùi thanh sơn đã gặp gỡ với ông vương nghị để xúc tiến với phía trung quốc mở rộng cửa hơn nữa cho hàng hóa nhập khẩu từ việt nam theo đó việt nam đề nghị trung quốc nâng hạn ngạch hàng hóa việt nam quá cảnh qua đường sắt trung quốc đi các nước thứ ba và đặc biệt là mở rộng thị trường các mặt hàng của việt nam nhất là nông thủy sản và hoa quả vào trung quốc ngoài ra cả việt nam và trung quốc cũng cần tăng cường kết nối giao thông cửa khẩu và đẩy nhanh việc triển khai một số dự án hợp tác giữa hai nước hai bên cũng cần phải phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền đẩy nhanh tiến độ mở mới và nâng cấp cửa khẩu đã thống nhất sớm đưa khu du lịch thác bản dốc việt nam và đức thiên của trung quốc vào vận hành thí điểm cuối cùng cả hai bên cùng nhất trí sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận chung cao cấp kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng duy trì hòa bình ổn định trên biển đông Vậy đó, các bạn đã nhìn được chính sách đối ngoại của Việt Nam trong các vấn đề với Nga và Trung Quốc rồi. Chúng ta chọn nghiêng về đối thoại với Trung Quốc, lấy Nga làm trung gian để mang lại hòa bình trên Biển Đông, chứ không dựa vào những người Mỹ để mang một NATO tập thể tới giày xéo. Hãy nhớ đây không chỉ là cách của riêng Việt Nam thực hiện, mà nó đã trở thành một công ước chung của ASEAN. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.